Ngày hôm nay chúng ta sẽ thử các loại cháo đến từ những đất nước khác nhau trên thế giới mà có thể chưa bao giờ bạn được nếm. Chúng ta sẽ có hai loại cháo vô cùng đặc biệt ở đây. Đầu tiên sẽ là loại cháo đặc trưng như vùng sóng nước, một trong những loại cháo cực kỳ nổi tiếng trên thế giới hiện nay, đó chính là cháo thuyền chài đến từ đất nước Quảng Ninh, hay còn gọi là cháo chả. Và tiếp theo đây chúng tôi sẽ thử thêm một loại cháo nữa đến từ đất nước Philippines, right? Đúng vậy, cháo sô cô la. Cháo sô cô la, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong 3 phút sắp tới. Kính thưa quý vị, Quý Cô Chi lại đem đến cho tôi những cái đoạn văn nghiên cứu về cháo vô cùng tuyệt vời. Cháo là một món ăn chủ yếu dùng gạo và nước. Tôi đến chịu với bọn Gen Z này. Đối với người Việt, cháo là một trong hai món ăn thường ngày nhất cùng với cơm. Vì lẽ đó, Việt Nam chúng ta có hơn 100 công thức nấu cháo khác nhau. Tùy vào từng vùng miền, không chỉ Việt Nam, cháo còn là món ăn yêu thích của hầu hết các khu vực châu Á. Vì dễ ăn, có tác dụng giải cảm, giải rượu. Ở trước mặt các bạn đây đang là cháo chả, còn gọi là cháo thuyền chài. Chả là một danh từ để mô tả người ngư dân. Vì vậy mà cháo thuyền chài hay cháo chả là một loại cháo rất thường được ăn của ngư dân khi mà họ đi đánh bắt xa bờ, đúng không ạ? Đúng vậy. Thế nên là nó sẽ cực kỳ đơn giản về cái việc nấu nướng. Các bạn có thể thấy ở đây là dưa xào, đây là gì nhỉ? Cao la thầu. Và cuối cùng là trứng luộc. Trứng muối. À, thảo nào nhìn trong cái lòng khác. Thật ra là như ngày xưa ấy, là người ta chỉ ăn cái cháo này với lại các loại rau củ quả thôi, kiểu dưa xào hay là cao la thầu, tàu xì đồ á. Nhưng mà sau này khi ngư dân nó bắt đầu giàu lên thì người ta sẽ ăn thêm với cả trứng muối. Cá khô rán. Như kiểu nguyên bản nhất là chỉ ăn với cả dưa muối với cả cá la thầu thôi à? Đúng rồi, với cả tàu xì các thứ đấy. Tàu xì là cái gì? Nó dạng như một cái dạng của cá la thầu ấy nhưng mà nó cũng mặn mặn như thế. Nói chung là toàn mấy cái nguyên liệu của nó là gì? Không nhớ nữa. Mày là con dân miền biển mà mày không nhớ cái gì hết. Nhưng mà có một fact là em còn chưa ăn cháo chả bao giờ. Huế là mết này. Anh biết tại sao không? Ở Hạ Long phản những cái gì nó là truyền thống thì nó đắt lắm. Đắt à? Một cái suất như thế này mà anh ăn ở một cái nhà hàng cháo chả nó phải lên được 60.000 đấy. Còn ví dụ mà 6 món hay là 12 món kiểu bây giờ không phải 120.4 đúng không? 60.000 không phải gọi là đắt. Sao cái thìa đứa nào rửa bẩn thế này? Chắc là vừa xúc. Và cho các bạn biết thì cao la thầu là một cái loại mà củ cải muối. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng dưa muối là một cái nguyên liệu mà có thể thấy được dễ hơn. Đúng rồi, xào cũng phải xào qua. Và đây là cháo trắng. Cháo trắng này tất nhiên là không có muối rồi, đúng không ạ? Không có bất cứ một cái gì cả, nó chỉ là vị nguyên bản của cháo thôi. Nào, chị sẽ thử để cho mọi người biết nó nguyên bản của cháo. Ấy, không vị gì ấy, nó chỉ có vị gạo ấy. Yep. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cái cháo mà cái này nó chả có vị gì cả. Thế nên là thảo nào mà cá la thầu nó mới mặn như thế. Chúng ta sẽ thử cái basic nhất. Cháo và cá la thầu. Đó, cho cháo này. Một ít cao la thầu đúng không ạ? Vâng, đúng vậy. Cùng này được không ạ? Vừa thôi ạ. Đây. Cái bát này là phải ăn cả tuần đấy ạ. Một bát này ăn cả tuần. Có cho thêm dưa không ạ? Có, cho thêm được hoặc là anh ăn từng vị một. Thôi, rau cỏ các thứ là cho chung. Đấy, ok. Rồi. Sau bắt đầu các bạn trộn nó lên như thế này. Vậy là các bạn đã có một cái bát cháo làng chài, bát cháo chả là nguyên bản, đúng không ạ? Đúng rồi. Và ngày xưa thì các cụ đi chài chỉ có ăn như thế này thôi. Đúng. Tức là người ta sẽ dọn ra một cái mâm nhìn như mâm cơm ấy. Okay. Xong rồi nồi cháo thì người ta xì sụp. Còn xong rồi người ta gắp mấy cái nguyên liệu. Đầu để ăn. Đúng. Nào, xin mời Quý Cô Chi ăn thử lần đầu tiên. Một suất cháo mà đỉnh cao của người Hạ Long. 60.000 một suất, 3 topping, đúng không ạ? 4 topping. 4 topping. Anh ăn thử với cá la thầu trước đi xem như nào. Cái cao la thầu nó đủ mặn thế nên là nó trung hòa nhân chính được với cả cái cháo cháo trắng. Cái vị mặn của cao la thầu nó được hòa tan ra cùng với cả cái cháo trắng rồi, thế nên là chúng ta sẽ cảm thấy là vị dai giòn sật sật và ngọt ngọt của cao la thầu, của củ cải muối. Ôi, ăn lúc này cao la thầu nó lại ngon như nách. Đúng rồi, nhưng mà bình thường ở những cái nơi khác thì có hay ăn cao la thầu, anh cũng hay ăn cao la thầu không? Tao bây giờ tao mới biết cao la thầu ấy. Thật á? Các bạn cảm tưởng ăn cái cao la thầu nó như kiểu ăn con tôm khô ấy. Cái vị tôm khô, cái vị thủy sản hải sản ấy nó khá là hay ha. Sau bạn ăn cùng với cái cháo lại hợp lý. Nói chung là cái vị nó được trung hòa nhân chính lại. Nó khá là nhạt ấy, nó khá là nhạt. Nhưng mà nó làm tôn vinh lên cái cao la thầu. Thật ra cái cháo này hơi đặc. Chứ cái cháo thuyền chài bình thường nó còn loãng hơn. Nó phải loãng. Bây giờ chúng ta ăn với trứng muối ha. Đúng vậy. Bây cháy cũng nhiều. Đây các bạn sẽ cho
một quả trứng muối này giống như cao la thầu thì cho vào, cho thêm một ít cao la thầu nữa. Trứng muối nó sẽ có đặc trưng là nó sẽ có vị mặn hơn một chút, thế nên là nó sẽ giúp cho cái vị của cháo nó có vị đậm đà hơn. Cái này là không, cái này là sau này ngư dân giàu người ta mới ăn đi nhá. Em vừa ăn phải cái vỏ trứng. Tao biết ngay mà, ăn phải phải trộn nó lên chứ làm sao. Em, mày có chắc mày là người Quảng Ninh? Thì em còn chưa ăn cháo thuyền trài bao giờ mà. Tao cảm giác là tao còn thấu hiểu Quảng Ninh hơn mày ấy. Các bạn hãy nhìn vào cháo thuyền trài này, cho nó với một ít cháo này, thêm cả trứng muối và một ít cao la thầu nữa, thì đây sẽ là một thìa cháo mà gọi là ngư dân cao cấp. Cái hương vị ngậy của trứng muối xong bắt đầu thêm một chút cái hương vị biển cả của cao la thầu nữa, nó lại làm cho cái bát cháo nó vừa vị hơn ấy. Ui ăn nó ngon ấy. Ngon mà, ăn cái này vừa ngon vừa cảm giác nó thanh đạm, nó không bị quá nặng bụng. Quả là người Quảng Ninh là có những cái món ăn như vậy, thế nên là quý cô chi mới tích lũy được cái vốn sống nó đến như thế này đúng không ạ? Nói chung là cháo liền trài này nó đem đến cho chúng ta một cái văn hóa, cái không gian của miền biển. Đúng rồi. Chúng ta biết là ngày xưa ngư dân ăn như thế nào, tại sao họ lại ăn như thế. Cái hương vị của nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó gắn liền với cái vùng làng trài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn nào tiếp theo nhỉ quý cô chi? Cháo Philippines, cháo sô-cô-la dùng để ăn sáng. Cháo sô-cô-la Philippines hay còn gọi là champurrado là một món ăn của Philippines nhưng có nguồn gốc từ Mexico. Món cháo này thường được phục vụ cho các bữa sáng tại các nhà hàng hoặc là để sử dụng như một bữa ăn trưa nhẹ, song lại là một phần đặc biệt trong thời thơ ấu của người Nga. Thế nên là Philippines. Em biết nhầm, là Mexico, em biết nhầm hay là Nga? Em làm hai kịch bản đấy cùng một lúc. Nó là cháo truyền thống của Philippines để ăn sáng hoặc là ăn trưa nhẹ, và nó được xuất thân từ Mexico nha bạn. Và các bạn đang thấy chiêm ngưỡng trước mắt đây chính là cháo sô-cô-la Philippines. Và cái vị cơ bản của cháo này chắc là quý cô chi nấu nó cũng không chuẩn lắm đâu, nhưng mà vị cacao không chuẩn, em nấu chuẩn công thức lắm. Vị này là vị sô-cô-la đen, có thêm một ít sữa rồi. Thì đấy thì em mới không bỏ đường. Có thể là người ta nấu cùng sữa đặc để cho nó tạo vị ngọt, còn mày cho đường làm gì? Không, đúng ra là nó có cả đường ấy, tức là cacao rồi xong đường này. Thật mà, sao bắt đầu sau đến bên dưới đấy. Thật, anh phải tin em. Thôi rồi, tao về nhà tao check sau. Nếu mà các bạn hãy cho để lại cho mình ý kiến nếu các bạn biết thông tin thêm về cái cháo champurrado này nhá. Nếu mà cái công thức nấu của nó có để cho được sô cô la sữa thì hoặc là sô cô la đen ấy thì các bạn có thể confirm giúp mình. Còn nếu không thì các bạn biết là số lương của ai sẽ bay mất rồi đó. Và ngay sau đây chúng ta sẽ làm cháo champurrado một cách chuẩn vị nhất, đó chính là sử dụng sữa ông thọ đúng không ạ? Không, nó có một cái loại sữa của Philippines nhưng mà Việt Nam mình không có. Tức là nó cũng dạng vị sữa đặc này. Nói chung là nguồn gốc là sữa bò. Chuyên nghiệp quá. Hay không? Và sau đó các bạn sẽ trộn sữa đặc cùng với cả cháo. Các bạn sẽ có một cái dung dịch trông nó hơi bầy hầy cùng với sữa. Cái này làm tao cảm giác là nhớ đến ngày xưa là ăn cơm với cả đường ấy. Đúng rồi. Nó giống kiểu đấy đấy. Nào, xin mời chí quý cô. Rồi, cái này thôi. Chúng tôi xin phép quý vị và chúng tôi sẽ thử cái hương vị ăn hàng ngày của người Philippines xem như thế nào. Ok. Theo cách của người Việt Nam, tại vì chúng tôi sử dụng sữa ông thọ, cái này chưa phải là hương vị chuẩn nhất, nhưng đây sẽ là cái cách mà người Philippines ăn sáng ăn trưa. Mùi như mùi Milo ấy mày. Ngon. Mày ăn miếng nữa đi. Nó ngon thật mà. Ăn vào vị nó Milo luôn mà, nhưng mà nó ngon lắm. Cảm giác là tôi ăn, cảm giác nó như kiểu là cháo trắng bình thường ấy, nhưng mà nó có thêm mùi sô-cô-la, mùi Milo ấy. Thế à? Bây giờ nên là tôi mới cho thêm ít sữa nữa vào thì cháo này nó đã bắt đầu từ đen đá không đường thành nâu đá. Thành bạc xỉu rồi. Cũng hay. Một trải nghiệm ẩm thực khá là hay. Từ khi mà tao trải nghiệm ẩm thực là ăn cơm với hoa quả của miền Tây thì tao cảm thấy là những cái món đồ này nó bất kỳ lạ rồi. Nói chung là ăn nó cảm giác của nó là như kiểu là ăn cháo đường của mình ấy, nhưng mà nó có mùi Milo. Thì cảm tưởng chung như kiểu là các bạn uống Milo buổi sáng ấy. Milo nhưng mà đừng nấu nhão ra vậy. Nói chung là cái này nó dễ ăn nhé, cái này nó rất dễ ăn. Và nó đúng là ăn để nhẹ bụng mà kiểu bữa nhẹ nhẹ thật đấy. Mà tao hổ đang mong muốn là ăn con này với cá khô để không biết là xem người Philippines ăn nó với cá khô như nào. Thì sáng cũng định mang cá khô đi đấy, ngủ quên. Sáng mấy giờ mày đến? Mình đừng nói về vấn đề này nữa được không? Mấy giờ mày đến nhỉ? Có những cái chuyện nó mình không nên biết mấy nhiều quá. Mấy giờ mày đến? 9:25. Công ty đi làm từ mấy giờ nhỉ? 8:29. Đúng.
vậy là chị ăn bớt của tôi là bao nhiêu nhỉ? Một tiếng đồng hồ trong tổng cộng 8 tiếng đi làm mày muộn mẹ mất một tiếng. Là nào hả chị? Sơ suất. Sơ suất gì mà ngày nào mày cũng sơ suất. Xong mày lại còn quên đồ. Nó không chỉ bị muộn, nó còn ảnh hưởng công việc của công ty. Nếu mà chắc là sau số lần này thì chúng tôi sẽ trải nghiệm thêm một lần nữa là cháo này cùng với cả cá khô để ăn xem là người Philippines ăn chuẩn nhất nó như thế nào nhé. Các bạn hãy đón xem những cái clip short trên kênh Long Khoa Học hoặc là LK TV. Còn cái số này thì thật chất là nó chưa đầy đủ, thế nên chúng ta vẫn chưa để đem lại được cái hương vị chuẩn nhất của cái đất nước Philippines, hiểu không? Như thế là không công bằng cho khán giả. Mình phải đem đến cái sự công bằng nhất, một cái góc nhìn văn hóa trực quan nhất, thật nhất. Một tiếng đi làm muộn là trừ 500.000.